Siêu bão Kamuri với sức gió khoảng 180 km h dự báo đổ bộ vào phía nam đảo Luzon, Philippines trong khoảng trưa đến chiều nay, mùng 3 tháng 12, nơi diễn ra các môn thi đấu của SEA Games 30. Một số những địa điểm thi đấu, nhất là Vịnh Subic, nơi có nhiều môn tranh tài SEA Games trên biển như lướt ván, lướt sóng và lướt buồm, đã phải rời lịch thi đấu vì mưa to gió lớn. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn để ngỏ khả năng hoãn trận đấu của U22 Việt Nam với Singapore vào lúc 19 giờ tối nay. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Philippines, bão nhiệt đới Kamuri đang áp sát đất liền của nước này. Đường đi của bão dự đoán là xuyên thẳng qua vùng đảo miền trung Philippines và quần đảo Luzon trong 3 ngày. Trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 12 sẽ có mưa to và gió lớn. Một số những địa điểm thi đấu như là vịnh Subic, nơi có nhiều môn tranh tài SEA Games trên biển như lướt ván, lướt sóng và lướt buồm đã phải rời lịch thi đấu vì mưa to gió lớn. Ban tổ chức đại hội cũng đã điều chỉnh lịch thi đấu của 3 môn phối hợp gồm bơi, đạp xe, chạy bộ Nội dung đồng đội 3 môn phối hợp thi ngày 4 tháng 12 đã được thi vào chiều qua, mùng 2 tháng 12. Với trận đấu giữa đội U22 Việt Nam và U22 Singapore vào 19 giờ tối nay, mùng 3 tháng 12, phía ban tổ chức cho biết các dự báo hiện tại cho thấy ảnh hưởng của bão đến khu vực diễn ra trận đấu này là không lớn. Ban tổ chức nhận thấy chưa đến mức phải hoãn các sự kiện thi đấu ở Subic. Ban tổ chức cho biết sẽ thông báo nhanh nhất có thể cho truyền thông và các đoàn thể thao về lịch trình thi đấu.